Kính thưa quý thầy, cô và toàn thể các bạn, em tên là Phạm Hương Linh, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Mộc Khê A Hôn. Ngày hôm nay em rất vinh dự và tự hào khi thay mặt cho tập thể lớp tham dự cuộc thi Hùng Biện, một tác phẩm tiêu biểu về Quảng Ninh. Lời đầu tiên cho em xin gửi tới quý thầy cô, các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời trân trọng nhất. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh với kỳ quan thiên nhiên Hạ Long và ngành công nghiệp khai thác than đã có từ hàng trăm năm là nguồn cảm hứng vô tận của các nhạc sĩ. Người Quảng Ninh cũng rất tự hào là nơi có nhiều ca khúc viết về vùng đất, vùng than nơi đây, mong một trong những ca khúc để lại cho em nhiều tình cảm đó là Em Yêu Đất Mỏ Quê Em của nhạc sĩ Bài Đức Nguyên. Một trong những ca khúc để lại cho em nhiều tình cảm đó là Em Yêu Đất Mỏ Quê Em của nhạc sĩ Bùi Đức Nguyên. Bài hát có giai điệu và lời ca rất sung dương và truyền cảm. Mỗi khi lời bài hát cất lên, niềm tự hào về quê hương đất mỏ lại trỗi dậy trong lòng em. Với những ca từ giản dị và mộc mạc, tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Bùi Đức Nguyên đã khắc họa một cách sắc nét về vẻ đẹp của quê hương Quảng Ninh và sự lao động hăng say của những người thợ mỏ, những người chiến sĩ ngày thêm hăng say, nhiệt tình trong lao động. Suốt câu cuối cùng bài hát có viết: Em yêu đất mỏ bao la quê em càng chăm học tập, em càng chăm luyện rèn mai lớn em, xuống lò đào than, em lên tầng em lái máy, em trở thành công nhân. Vâng, là một người con của